Xin chào tất cả các con, cô là cô Quách Nhuần, là giáo viên toán của hệ thống học trực tuyến tuyển sinh 247.com. Trong năm học tới thì cô sẽ đồng hành cùng các bạn lớp 6, một khóa học đó là khóa học nâng cao toán 6. Thì kiến thức toán 6 là kiến thức nền tảng để các con có thể học thật tốt môn toán trong các lớp về sau. Chính vì vậy trong quá trình học thì các con cần phải nắm thật chắc, hiểu thật sâu các kiến thức trong chương trình toán 6 để các con có thể học tốt hơn môn toán trong các lớp trên nhé. Vậy thì với khóa học toán 6 nâng cao này thì các con sẽ đạt được điều gì? Thì khóa học toán 6 nâng cao có thể giúp các con tự tin hơn để chinh phục các câu lấy điểm 10 trong các đề kiểm tra, đề thi và các dạng thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi. Khóa học toán 6 nâng cao thì gồm 10 chuyên đề với hơn 60 bài giảng và 42 đề thi online. Các bài giảng thì có đầy đủ hệ thống lý thuyết, các dạng bài tập, phương pháp giải và bài tập vận dụng thì được hướng dẫn giải một cách chi tiết. Các đề thi thì bám sát với bài giảng với hệ thống câu hỏi đa dạng và phong phú. Trong khóa học thì cô sẽ đưa đến cho các con 10 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là số tự nhiên và tập hợp. Chuyên đề thứ hai là lũy thừa với số mũ tự nhiên. Chuyên đề thứ ba là chuyên đề hình học. Chuyên đề thứ tư là phép chia hết và phép chia có dư. Chuyên đề thứ năm là số nguyên tố và hợp số. Chuyên đề thứ sáu là số chính phương. Chuyên đề thứ bảy là ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Chuyên đề thứ tám là chuyên đề số nguyên. Chuyên đề thứ 9 là chuyên đề phân số. Chuyên đề 10 đó là chuyên đề nguyên lý Dirichlet. Thì với 10 chuyên đề đưa ra ở đây thì với mỗi một chuyên đề sẽ có đầy đủ các hệ thống lý thuyết này, các dạng bài tập kèm theo phương pháp giải và các bài tập vận dụng sẽ được hướng dẫn giải một cách chi tiết. Thì hy vọng rằng với khóa học này thì các con sẽ nắm thật chắc và có thể vận dụng được trong các dạng bài tập mà các con thường gặp trong tất cả các đề kiểm tra cũng như đề thi hoặc là trong những kỳ thi học sinh giỏi. Và hơn thế nữa là các con có một nền tảng thật tốt để các con có thể học toán tốt hơn trong các lớp về sau. Và cuối cùng thì cô xin chúc tất cả các con học tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong các kỳ thi sắp tới. Hẹn gặp lại các con trên tuyển sinh 247.com.